tạo một cái project. Những bạn có một số bạn ở chỗ này, các bạn tạo project xong thì các bạn lại không lưu đúng cái cấu trúc nha các bạn. Lab 3, bài bài này là bài mấy đây? Bài 3. Ctrl A, Ctrl C. Copy cái này cho thầy. Rồi lab 3 bài 3, new folder. Lab 3 bài 3. Lưu bài vô đây. Ctrl S liền, mình đang lưu giữ lab 3 bài 3 thì mình dán vô đây. Đừng có để chữ main, tại vì khi mà mình có chữ main á thì mình cần cái bài này nè. Mình copy những cái bài chấm C này ra một chỗ đó thì cái nào cũng main hết trơn á. Cái file nào nó cũng main main main, mình chẳng biết cái main nào vô cái main nào. Đó thì ra các bạn phải phải đặt tên đúng giúp cho thầy. Bây giờ mình khai báo một cái constant load. Cái này là bậc 1 là 1678. 1.678. Rồi. Như vậy mình sẽ khai báo tiếp những cái bậc 2, bậc 3. Bậc 2. Bậc 3. Bốn. Bậc năm. Và bậc sáu. Rồi, như vậy là chúng ta đã có các bậc rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nhập vào tiền điện để tiêu thụ hàng tháng. Rồi, chúng ta sẽ in ra cái giá tiền điện phải đóng là bao nhiêu. Như vậy chúng ta sẽ nhập vào khai báo một cái biến tiền điện. Tiền điện thì số số điện tiêu thụ hàng tháng thì thường nó sẽ là kiểu in. Số kilowatt. Rồi ok. Số kilowatt ha. Nhập vào số điện tiêu thụ hàng tháng. Rồi ok, chấm phẩy. Phần trăm D phẩy và số kilowatt chấm phẩy. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích nè. Chỗ này người ta nói là cần phân tích trên giấy trước khi code, nhưng mà thực chất á chúng ta thấy là nếu như mà số kilowatt từ 0 đến 50, tức là 50 kg, vẫn tính tiền là 1.600. Như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra số kilowatt của mình có trên 50 hay chưa, đúng không? Còn nếu mà nó dưới 50
thì mình tính tiền bậc 1. Đúng không nào? Rồi, ok. Mình cứ phân tích từ từ. Nếu như số kilowatt của mình mà nhỏ hơn bằng 50 thì sao nào? Mình sẽ lấy một cái nữa là lót tiền điện. Tiền điện đó, lót tiền điện cho bằng không đi, lót tiền điện bằng không. Nếu số kilowatt của mình mà nhỏ hơn 50 thì tiền điện bằng bằng gì, bằng gì các bạn? Số kilowatt nhân cho gì? Bậc 1. Phải vậy không? Phải vậy không nào? Rồi. Như vậy thì nếu như không phải như vậy, nếu như không phải như vậy thì sao? Thì số kilowatt mà nhỏ hơn hoặc bằng 100, nhỏ hơn hoặc bằng 100 thì chuyện gì xảy ra? Nhỏ hơn bằng 100 thì chuyện gì xảy ra các bạn? Chuyện gì nào? Giả sử như nó 70 kg thì sao? Hello. Dạ, lấy 50 kg đầu nhân với lại bậc 1 và lấy 20 kg sau nhân với bậc 2. Vậy thì 20 kg đó là từ đâu ra? Dạ, lấy số khí điện trừ cho 50 kg đầu. Rất tốt. Ok. Thúy hả? Hai đó. Dạ. Rồi, cảm ơn Thúy. Thầy sẽ cộng điểm cho Thúy nhé. Rồi, ok. Như vậy thì chúng ta đang nói chuyện ở đây là bài toán thực tế, không có tin học gì ở đây cả, đúng không nào? Như vậy khi khi chúng ta code ở đây, các bạn thấy là mình không cần phải đưa tin học vô liền đâu. Nhưng mà người ta nói là nháp trước khi làm là vậy đó, nháp trước khi làm là vậy. Các bạn thấy là đối với bài toán này, nếu mà ở nhà mình tính tiền điện đi thì mình có 71 kg đó, 71 kg. Giả sử mình muốn tính theo khung giá này thì có phải là nó rằng 50 kg đầu cộng cho 21 kg tiếp theo đó, 21 kg tiếp theo. Như vậy thì 50 kg này là bậc 1 và 21 kg này là bậc 2. Nếu như giả sử mình có 122 kg thì sao nào? 122 kg thì chuyện gì xảy ra nào? Là nó từ 0 đến 50, từ 51 đến 100 và từ 101 cho đến 200. Như vậy thì nếu như mức của mình là 150, 122 thì nó sẽ bằng 50 kg đầu, là từ 0 đến 50 cộng cho từ 51 đến 100 là bao nhiêu nữa? Có phải là 50 kg nữa không? 50 kg nữa cộng với lại cái số kia là 22 kg. Vậy chỗ này là nhân với bậc 1, chỗ này là nhân với bậc 2, chỗ này nhân với bậc 3. Hay mình sẽ xem chỗ này nè. Đối với bậc 1 mình hưởng được 50 kg, bậc 2 mình hưởng được 50 kg, bậc 3 mình hưởng được 100 kg, bậc 4 100 kg, bậc 5 100 kg và còn lại bậc 6. Như vậy thì nếu như mình số kilowatt mà nhỏ hơn 100, như vậy đến cái if thứ hai này thì chắc chắn số kilowatt của mình nó đã lớn hơn 50. Như vậy chỗ này mình sẽ có là tiền điện nó sẽ có 50 kg đầu là được hưởng bậc 1 cộng với
số kilowatt trừ cho 50 ký đầu được hưởng bậc 2. Dễ hay khó? Dễ hay khó nào? Rồi tương tự như vậy. Nếu như số kilowatt của mình mà nhỏ hơn hoặc bằng 200. Đó, nhỏ hơn hoặc bằng 200 thì chuyện gì xảy ra? Nếu mà tương tự như cách làm của thầy ở trên thì chỗ này mình sẽ ghi cái gì đây? Tiền điện sao? Bằng gì? 50 nhân bậc 1 cộng 50 nhân bậc 2 cộng số kilowatt trừ cho 100 nhân bậc 3. Ồ, rồi, rất tốt. Rất tốt ha. Như vậy ở chỗ này mình chỉ cần copy cái này xuống là có thể là thay đổi được rồi. Chỗ này mình sẽ có là 50 kilowatt tiếp theo nhân bậc 2 và cộng với số kilowatt trừ cho mấy nào? Trừ cho 100. À, trừ cho 100. Bởi vì ở đây mình đã lấy 50 bậc 1, 50 bậc 2 rồi. Thì chỗ này mình nhân cho bậc 3. Rồi, tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm dần 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 lên. À, lúc nãy vô tình thầy được nghe sự chia sẻ của các bạn. Vô tình, rất là vô tình. Không biết tại sao mà những cái này các bạn không chia sẻ với thầy. Khi mà thầy đi ra ngoài, thầy vô lại thì các bạn chia sẻ là một điều khó khăn khi mà làm cái bài tập này. Đúng ra là các bạn phải chia sẻ với thầy như thế. Rất là cởi mở như vậy. Để mà thầy trò mình hiểu nhau là các bạn đang vướng cái gì, thầy mới gãi được. Thầy biết ngứa ở đâu thầy mới gãi. Chứ còn nếu mà cứ im làm sao mà thầy biết, thầy gãi hết người sao được, thấy không? Cho nên là các bạn phải nói chứ. Rồi chúng ta là có 300 số kilowatt nhỏ hơn bằng 300. Nếu như 300 thì chỗ này mình sẽ, ủa con chuột của thầy nó bị gì ta, bị dính hay sao? Rồi, mình sẽ dán cái này xuống. 300 thì chỗ này mình sẽ thêm một cái nữa là 100 nhân với bậc 3 cộng với số kilowatt trừ 200 nhân bậc 4. Như vậy thì bắt đầu là cảm giác dễ rồi đó, đúng không nào? Rồi, copy cái này xuống. Nếu số kilowatt của chúng ta mà nhỏ hơn 400, nhỏ hơn 400 thì chỗ này là 100 nhân bậc 4 cộng với số kilowatt trừ cho 300 nhân bậc 5. Rồi, như vậy ở chỗ này chúng ta có nếu nữa không? Đến bậc 5 rồi. Đến bậc 5 rồi chúng ta không cần nữa. If else, else cái gì? Tiền điện của mình nó sẽ bằng 100 nhân cho bậc 5 cộng cho số kilowatt trừ 400, từ 401 trở lên, đúng rồi, trừ 400 nhân bậc 6. Như vậy là chúng ta đã tính xong tiền điện. Và bây giờ tổng tiền điện trong tháng số kilowatt phần trăm
D xịt T giúp trừ cái đi xịt T trừ xịt T phần trăm F phẩy số kilowatt phẩy đó, ví dụ như vậy, ví dụ như vậy. Rồi như vậy chúng ta đã code xong. Như vậy thì cái code này của mình có clean chưa? Như vậy là có clean chưa hả Nam ơi? Hello. Chưa thầy ơi. Chưa nữa rồi còn cách nào? Mình gộp mấy cái gì ta, nhân tử chung cho nó gọn lại thầy. Gộp là sao? À, ngay chỗ mà bậc 3 thì mình gom là 50 đặt ở ngoài, ở trong bậc 1, bậc 2 mình đặt trong ngoặc. À, ok. Rồi nếu như đến đây thì mình gom kiểu gì? Mình cũng gom bậc 1, bậc 2 lại đặt 5, 50 là nhân tử chung đặt ra ngoài. Rồi, Đến bậc ok 5 thì 100 đặt nhân tử chung ra ngoài. em. Rồi, ok. Nhưng mà ok thì bây giờ thế này, cái đó thực ra nó là quan điểm. Nó quan điểm. Thì có thể quan điểm của em như thế là code của mình nó sẽ gọn. Nhưng mà đối với thầy thì cái việc mà mình gom thành nhân tử chung và mình không gom thành nhân tử chung thì cái độ phức tạp nó cũng giống nhau. Thì chỗ này có thể là các bạn sẽ trình bày có một cách nào đó khác hơn để mà trình bày cho nó gọn hơn thì các bạn làm. Còn nếu mà đặt nhân tử chung cũng được và không đặt nhân tử chung cũng được. Ok, cảm ơn em có một ý kiến. Các bạn nào có ý kiến khác nữa không? Thầy em thấy vậy là ok thầy, những người người ta mới tiếp xúc người ta nhìn người ta cũng dễ hiểu hơn, gom nhân tử chung các thứ có khi người ta lại nhìn người ta không biết là tại sao chỗ này nó lại ngoặc ngoặc lắm thế này kiểu kiểu vậy thôi. Rồi, Để cho em thấy ok. vẫn là dễ hiểu hơn. Rồi, ok em. Không biết là có một cái cách nào đó hay hơn cái này hay không. Nhưng mà đối với bài này của thầy thì nghĩ là nó là tốt nhất. Theo với lại cái khả năng của thầy hiện nay. Thầy không biết là có bạn nào có cao kiến nào hơn, là có cho thầy một cái cách nào code mà nó rất là amazing không? Chứ còn thầy chưa chưa biết được, nhưng mà như vậy là mình chấp nhận cái code này như vậy ha. Chúng ta sẽ chạy lên thử. Mình sẽ cho những số chẵn để mình có thể dễ tính. Ví dụ như là 40. Đó, 40 thì mình lấy 40 mình nhân cho cái giá điện của 40. Nếu mà cần thì các bạn sẽ làm cái phần này nó phức tạp hơn tí xíu. Là bạn đưa cả giá điện vô. Thì bạn thử lấy bấm máy tính 40 nhân với con số này coi. Đó, mình thử coi. 40 bên này là giá điện thì chỗ này nó sẽ bằng, thầy nghĩ chắc là không sai. Mình làm cho nó vui mà. 6.7120. Có khi nào nó sai không ta? À 67120. Rồi ok, nó sẽ làm tròn, còn cái này của mình không làm tròn. Rồi mình làm tròn ba chữ số đi. Chấm 3. Ủa cái này là cái gì ta? Chấm này là gì? Là ngàn ấy chứ hả? Là 1.600 đúng không? À, thành ra là mình làm sai rồi. Không có dấu chấm mới đúng. Rồi, ok. Chỗ này là 1.600, chứ phải 1 đồng 6 đâu. 1.600, 1.700, 2.000. Đó.
Vậy mới đúng nè. Rồi ví dụ như là mình 120 kg. Một cái dấu gì chỗ này vậy? À, của mình là không có phần thập phân, cho nên là mình đưa vô đây là nó bị thiếu. Mình bị sai chấm 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 ba chỗ này, mình chấm ở ngoài thành ra là nó chật lấp à. Rồi đó, tiền điện của mình là nó là như thế đó, 120 kg. Rồi các bạn có thể bạn nào mà chưa 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 biết code, hoặc là các bạn code mà nó đang bị dài dòng như lúc nãy bạn nào nói là mình code nó đang bị dài dòng á, thì các bạn xem lại nhé.